Người vào lầu 2 ấy, thì mua xong mình lấy giỏ hoặc là xe đẩy, mua nhiều thì bỏ xe đẩy đẩy ra ngoài chỗ mình đổ xe ô tô luôn, chứ không cần bỏ trong siêu thị. Ở đây là xe đẩy mình có thể đẩy ra phía ngoài, giỏ mang ra phía ngoài luôn, thuận lợi thì bỏ trong xe. Xe đẩy là đẩy ra phía ngoài chỗ đổ xe, ngoài bãi đổ xe luôn, sau đó có nhân viên họ sẽ mang vào giúp phục vụ cho gia đình. Đây là cái vùng bên trung tâm của thành phố Udon Thani. Đây là khu phố Chinatown, khu vực bên tay phía trước bên tay phải này, khu phố Chinatown của người Hoa Kiều. Cộng đồng người Hoa Kiều ở đây rất là nhiều. Thì cộng đồng người Hoa Kiều ở đây á, thì cái tính đoàn kết, tính cộng đồng rất là cao. Họ đi đến đâu cũng thành lập cái khu phố riêng cả. Và gia đình vào mua sắm ở siêu thị Pixi á, những mặt hàng người khách du lịch Việt Nam mình á, sang thường mua đấy là mua những cái gì. Ở đây á, gia đình lên cầu thang máy lên lầu 2 tới quầy thuốc tây để mua dầu gió về năm qua. Dầu có hai loại, loại dầu xanh và loại dầu đỏ. Ngoài ra có dầu xoa bóp, dầu xoa bóp tự ý có cái thương hiệu con hổ á, là con hổ đó là những người già lớn tuổi xoa bóp rất là hay. Hoặc là những cái tuyếp dầu đấy, đánh những người chơi thể thao tính nhất phải xoa bóp đấy. Cái tuyếp đó, cái hai loại là màu xanh và màu đỏ tuyếp dài giống như ống can để trắng, cái loại đó.